Xin chào cả nhà nghe, và xin chào và toàn thể và anh chị em thân mến và chính trang mà YouTuber cũng tưởng một buổi chiều và chuẩn bị và hạnh phúc và bên gia đình và bên người thân. Hôm nay thì em có mà đôi lời này thì em cũng tâm sự và bày tỏ và cho anh chị em mình và thiền âm bên bờ và vũ trụ. Nếu mà bên thiền âm bên bờ và vũ trụ thì thông tin này mới nhất càng ngày thì càng mới, thì em sẽ cập nhật và tình hình cho mà mấy anh chị em mình xem và năm chữ tiểu ha. Thì hôm qua thì em đã có nghe một anh đó tên là anh Đức. Nhưng mà anh Đức thì anh có nói là ông nội sư thầy thì cũng đang qua đời, đang chuẩn bị qua đời. Nhưng mà thông tin đó thì đưa lên đó là em mà xem xét đi, xem xét lại và coi đi coi lại và hỏi mấy người kia thì những và thông tin đó thì họ đưa ra này nó là xuyên tạc và bị đặt và vô khống cho mà thầy ông nội. Nhưng mà em thưa mấy anh chị rằng thì chuyện đó thì không có nha mấy anh chị. Sư thầy ông nội hiện giờ thì sống rất là an nhàn, sống rất là hạnh phúc và đang ở trong chùa nhưng mà không được đi đâu hết. Nhưng mà hiện bây giờ là đang nhưng mà hoài dịch bệnh nhưng mà không có mà nói tiếc ai hết á. Thì mấy anh chị thì yên tâm, thì những thì có người đưa tin, thông tin đưa lên thì nói là thầy ông nội mất thì qua đời, nhưng mà thông tin đó là hoàn toàn đó là nó không có đúng và sự thật và nó thiếu về cái mà khách quan ạ. Nó không có đúng. Rất là nhiều người họ muốn đứng lên, họ mà đánh bóng tên tuổi, họ muốn mà đưa lên thì những bằng chứng mà không có mà về cái sự thật, đưa lên bằng chứng mà giả mạo rồi họ mà bài chiêu này họ bài chiêu khác thì họ mà đi lại mà hãm hại cho mà trong tỉnh thất cùng đây, họ đứng lên họ mà mơi móc trong tỉnh thất cùng đây mà rất là nhiều đó. Thì hôm qua thì em có coi thì một độ mà video của một anh đó, anh đó thì tên này cũng nên Đức, nhưng mà anh đó thì quê ở đâu em không biết nữa. Thì nói chung á, tại vì anh nói là thầy ông nội đang chuẩn bị, đang sắp vào qua đời. Thì em có nghe thì em cũng đã có hỏi qua những mấy người kia, rất là nhiều người và những người mà gần mà trong mà thiền âm bên bờ và chủ á, thì họ nói là thầy ông nội không có bị gì hết, hoàn toàn thầy ông nội là an nhàn và hạnh phúc. Nhưng mà điều cái á, thầy ông nội là không được đi ra ngoài thôi đó. Và năm chú tiểu chổng nữa thì họ không được mà giao lưu những mấy người ở ngoài, những người khác và không được và giao lưu. Và cái hai và thầy Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên không cho mà những mà mấy người lạ hay là từ đâu đến thì đi lại và thăm trong tỉnh thất cùng đây, tại vì đang mà về mà dịch bệnh nào là không cho mà giao lưu với ai hết đó, là hoàn toàn là đúng, là chính xác của bên mà thiền âm bên bờ quẩy trụ và đưa ra. Còn chuyện mà có người tung tin thì thầy ông nội thì qua đời á, em nói với chị rằng những người đó đó có ngày họ và ăn gan và nói tức ở và họ ganh ghét và trong mà thiền âm bên bờ quẩy trụ thì rất là nhiều. Thì những ngày qua thì em cũng đã có nói với chị thì cũng rất là nhiều về câu chuyện này. Bây giờ thì mấy chị thấy rằng thì á, có nhiều người em thì không phải nói là không đếm hết luôn á, rất là nhiều người họ ghét trong thiền âm bên bờ vũ trụ, ghét những người đó, nhưng mà em không hiểu sao và lý do gì mà họ đi làm như vậy luôn á. Em không hiểu và lý do gì mà cái mục đích gì họ đứng ra tối ngày họ moi móc trong chuyện tỉnh thất vào đây mà ra mà họ nói hoài đó. Nhưng mà em ở đây thì em cũng đang quan tâm và em cũng đang mà theo dõi mà cái vụ này. Nếu mà thấy có thông tin nào mới nữa thì trong thiền âm bên bờ và vũ trụ á, và những mấy người khác thì đưa lên á, thì nó và chuyện và không có, thì em sẽ đứng lên và em sẽ nói và cho mấy anh chị em hiểu như thế nào, đâu là đúng và đâu là sai nha. Và em cũng mong rằng thì thiền âm bên bờ và vũ trụ họ sống được an nhàn, họ sống thật là hạnh phúc,
nhưng mà cho mà dịu xuống cái độ, đừng cho mà những thông tin nào đó mà những mấy người kia đưa lên đó, là hoàn toàn nó không có chính xác. Hiện bây giờ thì thầy Hoàng Nguyên, Hoàng Nhất Nguyên đang chăm sóc và cho thầy cho mà thầy ông nội đó. Và năm chú tiểu hiện bây giờ là cũng đang mà vui chơi và vui vẻ và sống được cái hạnh phúc hiện bây giờ, và họ rất là ngoan. Và năm chú tiểu hiện bây giờ nói chung là vì không có chuyện gì nó xảy ra hết. Em thì cũng mà hỏi mấy chị nè, mấy anh chị thì cũng có lòng thương, lòng bao dung và lòng mà độ lượng đúng không? Thì á, bạn bè trong nước và bạn bè ở ngoài nước thì họ lúc nào cũng quan tâm đến trong chuyện mà năm chú tiểu này đó. Rất là nhiều người thương năm chú tiểu này, rất là nhiều người trong nước và ngoài nước, không phải là ở trong nước đâu, cả nước ngoài luôn, họ thích năm chú tiểu này rất là nhiều, họ rất quan tâm. Nhưng mà năm chú tiểu này là đã mang lại cho ta được cái thi mà cái hết thức danh hài rất là đẹp, và thi cho ta được mà xem được đoạn video rất là hay. Vài năm chú tiểu này trên đài truyền hình cũng có rất là nhiều, và pháp tâm, nghi tâm và minh tâm đó, thì diễn mà live show cho chúng ta xem, mang lại cho ta được mà cái tiếng cười rất là mạnh, rất là vui vẻ và đem được cái nụ cười cho mà khán giả đó. Thì có nhiều người á, thì á, họ là đứng đằng sau á, họ đứng đằng sau nhưng mà họ không ra mặt, nhưng mà họ kêu người khác á, thì á, đứng lên chửi với mà trong tỉnh thất một bồng lai, chửi mà thầy ông nội và chửi những các chi cô ông chẩn và chửi những mà thầy Hoàng Nguyên, Hoàng Nhất Nguyên và nói về năm chú tiểu luôn. Nhưng thật sự ra những mấy người đó, đó là hoàn toàn là người xấu. Em có thể hơn những người nào mà đứng sau lưng mà xúi giục cũng đã là những người đó, là con người thật của họ là nó không có tốt cho mình lắm, nó không có tốt, rất là không có được đứng lại sao xúi mà nhưng mà không có ra mặt. Thì gần đây thì cũng có rất là nhiều người thì họ đi con đường mình làm quá sai, thì họ càng đi càng sai, càng đi càng sai càng đúng, nhưng mà họ mà chưa mà quay đầu mà về như thế nào, và họ không bao giờ họ biết là họ đang làm những gì vậy. Em cũng mà nói rằng thì hiện bây giờ trong thiền âm bên bờ và vũ trụ và những mà ngày qua chuyện của gia đình của mà Diễm My á, thì cũng đang chuẩn bị đang lặn xuống lại, đang được yên tĩnh. Nhưng mà trong vụ mà 50 người á, thì lúc đó đi xuống mà đập phá và lấy đồ và quay quạng chứ mà gây thương tích cho mà tỉnh thất đây á, cho thầy á. Nhưng mà hiện bây giờ là cả cộng đồng mạng thì á, đều lên án như thế nào, và họ đang lên án rất là đông, họ lấy lại sự công bằng cho mà thiện âm bên bờ vũ trụ. Thì cũng gần đó thì cơ quan chức năng thì cũng họ cũng vào điều tra và vụ năm 50 người này từ từ thành phố đi xuống đi theo gia đình Diễm My, đi vào lục đồ thì Diễm My, nhưng mà trong khi đó thì gia đình Diễm My á, nhưng mà trong khi đó mà gia đình Diễm My thì không không có cho đi vào. Và cái hai và trong thiền âm bên bờ và vũ trụ và những khách thầy là họ không cho những mà mấy người đó vô, tại vì lý do tại sao, tại vì mấy người đó đó là họ là không biết là từ đâu trời phương trời xa nào, nhưng mà họ mà đội vô là chư thầy là không cho, là hoàn toàn là nó đúng và nó thiết xác nữa đó. Bây giờ em hỏi anh chị là nếu mà có người lạ nào từ đâu đó mà nếu mà vô nhà mấy anh chị, nếu mà không được không có xin phép của mà mấy anh chị, thì mấy anh chị có quyền thì có cho vô không, hay là mấy anh chị đóng cửa thì mấy anh chị là ngăn cản nhau, tại vì mình không biết họ là ai. Tự nhiên mình cho vào nhà thì đi tìm cái đồ lơ mơ thì đồ mình mất thì sao mấy anh chị, đúng không? Cái đó là chuyện của chuyện đó là chuyện là gia đình của Diễm My đi xuống tìm của Diễm My thôi, nhưng thật sự ra là chỉ cho gia đình Diễm My đi mà đi vào thôi, thì Diễm My thôi. Nếu mà Diễm My không có ở trong mà thiền âm bên bờ và vũ trụ thì gia đình Diễm My
thì đi về nếu mà có Diễm My á, thì á, những cách chưa hẹn chọn quà cha của Diễm My á, thì họ sẽ quà kêu Diễm My đi về đó. Còn chuyện mà những mấy người khác không có dính dáng, không có liên quan gì chăng á, nhưng mà họ cố tình tự ý họ đi vào và họ quậy đại quản cái đồ đó, thì những ngày qua thì báo chí thì cũng có đăng thì cũng rất là nhiều, và những trên trang YouTube kia thì cũng làm rất là nhiều, thì mấy chị thì cũng đã có thấy gần. Hôm nay thì trong đoạn video này thì em nói về mà chuyện của mà thầy ông nội á, thầy ông nội thì Lê Quang Tùng, nhưng mà năm nay cũng 80 mấy tuổi rồi, nhưng thật sự ra là thầy ông nội sống rất là bình yên và hạnh phúc, và không có chuyện gì là nó xảy ra hết. Và những mà hôm qua với bữa kia thì có người nói thì thầy ông nội thì qua đời, thì mất, thì thông tin này là hoàn toàn là nó sai trái, nó mà bị đặt là vu khống cho tỉnh, vu khống cho mà thầy ông nội thôi nghe mấy chị đó. Chuyện này là vu khống thôi, nhưng mà thật sự ra vậy. Em thì cũng mong rằng thì mấy anh chị em mình và thương nam chú tiểu, thương những người trong tỉnh Thất Bồng Lai, những ngày qua họ sống rất là nó cực khổ và gian nan nó như thế nào, và bỏ ra công sức rất là nhiều, và những tháng ngày qua và bị mà chịu và nó áp lực của mà mấy người khác đó. Thì em cũng có câu nói em nói như thế này: thanh giả tự thanh, nhân giả tự nhân đó. Người người đúng quyền đúng đó. Mình không bao giờ mình sợ nó mấy chị đó. Thì mấy chị á, thì nếu mà thấy trong đoạn video này nếu mà hay và nghe lời những gì em nói thì và thầy ông nội và những mấy người khác á, thì nếu mà thấy hay được thì cho em lời và nhận xét và bấm nút và nó đăng ký cho em, và em cũng chân thành và cảm ơn mấy chị thì đã đóng góp cho em và những người qua và ủng hộ cho em, và em cũng chân thành và em cũng cảm ơn mấy chị. Và chúc mấy chị mình thì càng càng ngày càng mà phát triển và càng ngày càng hạnh phúc và bên gia đình và bên đời thân, thì em cũng chân thành và em cũng nói cảm ơn ạ. Chào mấy chị nha, em chào cả nhà, chúc cả nhà một buổi chiều vui vẻ.